Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm cho bài giảng hôm nay. Thầy xin dẫn các em tin học bài sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lịch xin bài giảng của Hệ Liêm liên quan quảng cáo, các em xem quảng cáo giúp Hệ Liêm để Hệ có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 5 ứng xử trên mạng. Sau bài học này em sẽ thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hóa. Nếu được ví dụ truy cập không hợp lệ qua các nguồn vào các nguồn thông tin, biết cách ứng xử hợp lý khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp với lứa tuổi, biết được tác hại của bệnh nghiện internet, từ đó có cách phòng tránh, biết nhờ người lớn giúp đỡ tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng. Giờ như vậy là mình sẽ đọc tiếp. Internet có vai trò to lớn trong cuộc sống hiện nay. Internet tác động tích cực đến nhiều mặt của xã hội. Bên cạnh đó, internet cũng có những mặt tiêu cực. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ngày càng xảy ra nhiều sự việc đau lòng liên quan đến việc sử dụng mạng. Các nguyên nhân thường là do bắt nạt trên mạng, nghiện internet, nghiện trò chơi trực tuyến. Ứng xử trên mạng có văn hóa và đúng quy tắc sử dụng internet hợp lý sẽ giúp mọi chúng ta có một cuộc sống văn minh an toàn hơn. Như là mình thấy là internet có vai trò to lớn trong cuộc sống hôm nay. Mình thấy là internet thì mình có thể là học tập, giải trí, làm việc, vui chơi trên internet. Ngoài ra thì nó có một số mặt tiêu cực mà các em phải học bài nào. Hôm nay thì mình sẽ biết được những mặt tiêu cực đó, mình sẽ tránh nó. Được này. Số 1 nhỏ mà sau về giao tiếp ứng xử của văn hóa qua mạng. Hoạt động 1, ngôn ngữ giao tiếp qua mạng. Câu số 1, em biết những phương thức giao tiếp qua mạng nào, em đã từng sử dụng phương thức nào? Thì mình thấy là những phương thức giao tiếp qua mạng gồm có email này, đúng không? Chính là thư điện tử. Nhắn tin trò chuyện qua mạng xã hội, Facebook chẳng hạn. Đúng không? Như vậy mình trả lời câu hỏi số 1 như sau. Như vậy câu số 1 các em trả lời những phương thức giao tiếp qua mạng phổ biến hiện nay là gửi và nhận thư điện tử, chính là email. Nhắn tin và trò chuyện qua mạng xã hội, ví dụ như là Facebook. Em đã sử dụng phương thức nhắn tin và trò chuyện qua mạng xã hội, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Mạng xã hội thì có thể là Facebook hoặc là Zalo cũng được. Zalo cũng được xem là một mạng xã hội. Giờ câu số 2, theo em những đặc điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp qua mạng là gì? Thì mình thấy là gặp gỡ trực tiếp thì mình sẽ gặp mặt trực tiếp để mình diễn tả bằng lời nói, bằng cử chỉ và có khả năng cải thiện được kỹ năng giao tiếp và nói chuyện đối mặt. Còn gặp gỡ qua mạng thì có thể trò chuyện bất cứ đâu, chỉ cần có một điện thoại thông minh hoặc là một máy tính bảng hoặc là máy tính xách tay là được. Không cần đối mặt, có thể suy nghĩ căng thẳng trước khi thì nói, không sợ cảm xúc của mình bị bộc lộ ra bên ngoài. Như câu số 2 các em trả lời như sau. Như câu số 2 các em trả lời là điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp qua mạng là giao tiếp gặp gỡ trực tiếp thì chúng ta có thể diễn tả bằng lời nói, bằng cử chỉ và mình sẽ cải thiện được kỹ năng giao tiếp nói chuyện mặt đối mặt. Còn khi gặp gỡ qua mạng thì có thể trò chuyện bất cứ đâu, không cần mặt đối mặt, có thể suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, không sợ cảm xúc của mình bị bộc lộ ra ngoài. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là câu số 3, người ta hỏi là tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại khiếu văn minh hơn so với khi giao tiếp trực tiếp. Như vậy câu số 3 này các em trả lời như sao? Như câu số 3 thì các em có thể trả lời có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại khiếu văn minh hơn so với khi giao tiếp trực tiếp. Vì giao tiếp trên mạng, người ta không thể nhìn thấy mặt của nhau, không lo sợ bị mang tiếng xấu, có thể sử dụng tên giả, ảnh giả mà không bị người khác phát giác. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 3, mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần không tin tiếp. Khi chưa có mạng internet, phương thức chủ giao tiếp chủ yếu của chúng ta là nói chuyện trực tiếp. Mình có hay gọi điện thoại bàn hoặc là điện thoại di động, gửi thư qua bưu điện. Ngày nay với sự phổ biến của internet và mạng xã hội, giao tiếp qua mạng được nhiều người ưa thích sử dụng. Một số phương thức giao tiếp qua mạng phổ biến là gửi qua nhận thư điện tử, gửi qua nhận tin nhắn, chính là chat. Nói chuyện trực tuyến không qua các ứng dụng như là Facebook, Zalo, Messenger, vân vân. Trên các diễn đàn, trên mạng xã hội, các mối quan hệ qua mạng thường có phạm vi rộng, đa dạng và khó kiểm soát hơn trong đời thực. Vì vậy, để trở thành người giao tiếp lịch sự, ứng xử có văn hóa qua mạng, mỗi người cần xác định cho mình những điều nên và không nên. Như vậy, khi giao tiếp trên mạng thì mình sẽ xác định được những điều mình nên làm và những điều không nên làm để mình sẽ ứng xử cho hợp lý. Giờ ở đây mình sẽ đến phần hoạt động hay nên hay không nên. Em hãy cùng các bạn trong lớp của mình thảo luận những điều các em nghĩ là nên và không nên khi làm giao tiếp qua mạng. Do sắp xếp vào hai nhóm tương ứng, các em sử dụng những gợi ý sau. Trước hết là tôn trọng mọi người khi giao tiếp, đây là việc nên làm. Giấu bố mẹ, thầy cô, vấn đề em khiến em căng thẳng, sợ hãi khi sử dụng mạng. Như vậy là việc này là không nên. Câu C, sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng, văn minh, lịch sự, thì đây là nên. Câu D là bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng, ví dụ kho điện tử của mình, thì đây là việc nên làm. Còn nói bậy, nói xấu người khác, sử dụng tiếng lóng, hình ảnh không lành mạnh, chắc chắn là không nên làm. Tìm sự hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô, người tư vấn khi bị bắt nạt trên mạng, đây là việc nên làm. Đưa thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng khi chưa được họ cho phép là việc không nên nhé. Dành quá nhiều thời gian truy cập mạng ảnh hưởng tới học tập sinh hoạt của bản thân là việc không nên làm. Tự chủ bản thân để sử dụng mạng hợp lý là việc nên làm. Đọc thông tin trong hộp thư điện tử của người khác là không nên làm nha. Đúng rồi. Giờ bây giờ mà thầy trả lời câu hoạt động hai như sau. Như vậy những điều các em nghĩ là nên không nên khi giao tiếp qua mạng là, nhưng mà sẽ có những cái nên và những cái không nên. Nên là tôn trọng mọi người khi giao tiếp qua mạng. Nên sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng, văn minh, lịch sự. Nên bảo vệ tài khoản cá nhân của mạng, ví dụ khi điện tử của mình. Nên tìm sự hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô, người tư vấn khi bị bắt nạt trên mạng. Và tự chủ cá nhân bản thân để sử dụng hợp lý. Đúng không? Sử dụng mạng hợp lý. Còn mình không nên là không nên giấu bố mẹ, thầy cô, vấn đề khiến em căng thẳng, sợ hãi khi sử dụng mạng. Không nên nói bậy, nói xấu người khác, sử dụng tiếng lóng, hình ảnh không lành mạnh. Không nên đưa thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng khi chưa được họ cho phép. Không nhìn quá nhiều thời gian truy cập mạng ảnh hưởng tới học tập và sinh hoạt của bạn khác. Không đọc thông tin trong hộp thư điện tử của người khác. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo, các em nhớ là luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng. Dù người ta không thấy mặt mình, không biết mình là ai, nhưng mình cũng phải giao tiếp lịch sự nha. Giờ ở đây mình sẽ có hai câu hỏi là cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì? Câu A, nói là xúc phạm người đó. Chắc chắn là không nên nha. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng. Đây là việc không nên. Đúng không? Nhờ bố mẹ hay cô giúp đỡ tư vấn, đây là việc nên mình nên làm nha. Còn đe dọa người bắt nạt mình cũng không nên nha. Như vậy, câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C. Cái tốt nhất là các em sẽ nhờ bố mẹ hay cô giáo sẽ giúp đỡ và tư vấn cho mình. Các em nhớ là không nên có lời nói cách ứng xử nào qua mạng mà không thực hiện như vậy khi gặp trực tiếp. Đúng không? Dù là qua ứng xử qua mạng nhưng mình phải làm giống như là khi mình các em gặp trực tiếp. Câu số 2 là một số người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng, em có những hành động cụ thể nào?
Giờ như là thầy trả lời câu học số 1 số 2 như sau. Như vậy câu số 1 thì các em trả lời là cái tốt nhất em nên làm là khi bị ai đó bắt mẹ trên mạng mình sẽ chọn đáp án C, chính là nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ và tư vấn. Giờ câu số 2 thì các em trả lời là một người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng, em có những hành động cụ thể, không nói những từ ngữ gây xúc phạm ảnh hưởng đến nhân phẩm danh phận dự người khác, không đùa cợt quá đáng khi đăng ảnh một người khác lên mạng, không nói xấu nói bậy gây ảnh hưởng đến hình ảnh người khác, không chia sẻ những thông tin sai sự thật chưa qua kiểm chứng và những thông tin xấu tin độc, không nhắn like hoặc share đối với những tin xấu tin độc tin phản cảm gây ảnh hưởng đến hình ảnh của người khác. Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo phần số 2, làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng. Hoạt động 3, xử lý tình huống khi đang truy cập mạng. Khi em đang truy cập mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em sẽ làm gì? Giờ như là nếu mà xuất hiện những trang web mà không hợp lứa tuổi thì mình sẽ tắt nó đi, đúng không? Và mình có thể nhờ người lớn cài những cái phần mềm chặn truy cập những trang web không lành mạnh. Như vậy câu này các em trả lời như sau. Khi em đang truy cập qua mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em sẽ ngay lập tức tắt những trang web đó đi. Nếu hiện lên quá nhiều, em sẽ nhờ người lớn cài phần mềm chặn truy cập các trang web đó. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo phần, em biết có bao nhiêu trang web trên Internet không? Không ai có câu trả lời chính xác, con số đó là có hàng tỷ trang web và mỗi ngày lại có rất nhiều trang web mới xuất hiện. Chúng ta dễ dàng tìm kiếm những thông tin hữu ích như phục vụ, học tập, giải trí, mua sắm từ các trang web. Tuy nhiên cũng có nhiều trang web chứa nội dung xấu, thông tin không phù hợp với lứa tuổi mà chúng ta cần tránh. Ví dụ các trang web có nội dung không lành mạnh, các kho có thông tin về cờ bạc, chất gây nghiện, có thông tin kích động bạo lực. Sử dụng phần mềm chặn truy cập trang web xấu là một cách bảo vệ người sử dụng trên mạng. Tuy nhiên tự xây dựng ý thức tốt cho bản thân khi sử dụng mạng chính là công cụ bảo vệ tốt nhất. Giờ các em nhớ là mình sẽ truy cập vào các trang web có thông tin phù hợp với lứa tuổi của mình. Nhờ người lớn cài phần mềm chặn truy cập các trang web xấu. Hỏi ý kiến người lớn trong trường hợp cần thiết khi truy cập mạng. Đóng ngay các trang thông tin có nội dung xấu, không phù hợp với lứa tuổi nếu vô tình truy cập vào. Như vậy là hình 5.1 mình sẽ cần tránh xa những trang thông tin có nội dung không phù hợp, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi. Những cách ứng xử nào sau đây là hợp lý khi truy cập vào một trang web có nội dung xấu? Đáp án A là tiếp tục truy cập trang web đó. Như đây là không hợp lý rồi, đúng không? Đóng ngay trang web đó thì đây là hợp lý. C, đề nghị bố mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn trang web đó thì đây cũng là một hợp lý. Còn gửi trang web đó cho bạn bè xem là không nên rồi, đúng không? Như vậy là câu này các em trả lời như sau. Những cách ứng xử là hợp lý khi chỉ cần một trang web có nội dung xấu là mình có thể là đóng ngay trang web đó, đề nghị bố mẹ hay cơ hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn truy cập trang web đó. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Tiếp theo phần số 3, tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet. Hoạt động bóng, nghiện Internet, biểu hiện và tác hại. Câu số 1, trung bình một ngày em sử dụng bao nhiêu máy tính bao nhiêu giờ? Như vậy câu này các em tùy theo các em nhé. Các em trung bình một ngày các em sử dụng bao nhiêu giờ một ngày thì các em sẽ ghi ra. Câu số 2, em có chơi trò đỡ chơi điện tử hay không? Và có sử dụng mạng xã hội không? Nếu có thì khoảng bao nhiêu giờ một tuần? Giờ câu này các em sẽ trả lời theo đúng thực tế của mình có chơi trò điện chơi điện tử không, có sử dụng mạng xã hội không, có thì bao nhiêu giờ một tuần, các em sẽ ghi. Câu số 3 là theo em các biểu hiện và tác hại của bệnh nghiện internet là gì? Giờ hãy trả lời câu hỏi 1, 2, 3 như sau. Giờ ở đây thầy câu 1, 2 thầy cho ví dụ thôi nha, vì thầy không biết là các em sử dụng bao nhiêu giờ nên thầy chỉ cho ví dụ thôi. Ví dụ là trung bình một ngày em sử dụng máy tính khoảng 1 giờ, em có chơi trò chơi điện tử và sử dụng mạng xã hội và sử dụng khoảng là 8 giờ một tuần. Giờ câu số 3 thì các em trả lời là các biểu hiện và tác hại của bệnh nghiện Internet. Chưa hết mình sẽ nói về biểu hiện. Thì biểu hiện của bệnh nghiện Internet là sử dụng Internet quá nhiều ngày, quá nhiều giờ trong một ngày. Thức giấc khuya và không giờ khỏi máy tính. Thay đổi tâm trạng thường xuyên bồn chồn khi không được sử dụng Internet. Từ chối mọi mối quan hệ hoạt động chỉ để sử dụng Internet. Không kiểm soát được khoảng thời gian bỏ ra để lên trên mạng. Đó là các biểu hiện của mình đã bị nghiện Internet. Giờ tiếp theo mình sẽ nói về tác hại của việc nghiện Internet. Thì nghiện Internet có rất là nhiều tác hại như là sức khỏe suy giảm, đau mắt, mỏi mắt dẫn đến cận thị, ngại giao tiếp, sợ đám đông, thành tích học tập, làm việc kém hiệu quả, thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi, trí nhớ giảm sút khi thức quá khuya và sử dụng Internet quá nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống do ngồi quá nhiều, dễ bị lợi dụng bởi những kẻ xấu trên mạng. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo, nếu chúng ta thiếu ý thức không quản lý đúng việc sử dụng thiết bị điện tử của mình, những tác hại tiềm tàng mà Internet gây ra là rất lớn. Chơi trò chơi điện tử quá nhiều, sử dụng mạng xã hội liên tục làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Tới việc học tập của bản thân thì được coi là biểu hiện của bệnh nghiện Internet. Một số tác hại ảnh hưởng tới người nghiện Internet là thiếu giao tiếp với thế giới xung quanh. Sử dụng Internet quá nhiều thường dẫn đến việc chán ăn, sụt cân, không ngủ được. Kết quả là thể lực giảm sút, không muốn giao tiếp với ai, chỉ muốn một mình trong phòng với thiết bị kết nối Internet. Khó tập trung vào công việc học tập. Việc gián đoạn lặp đi lặp lại sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung. Sự hãy thử tưởng tượng nếu cứ 10 phút chúng ta lại xem điện thoại hay kiểm tra tin nhắn trên mạng xã hội, liệu chúng ta có thể tập trung vào công việc, nhiệm vụ học tập của mình được không? Tăng nguy cơ tham gia các vụ bắt nạt trên mạng. Người nghiện Internet dễ có hành vi hung hăng, cố ý làm tổn thương và đe dọa nhằm người khác. Biểu hiện dưới hình thức như là phát tán tin đồn không đúng về người khác, để lại tin nhắn nói xấu người khác trong diễn đàn, chia sẻ ảnh thông tin cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý của họ. Giờ tiếp theo mình sẽ dễ bị dẫn dắt đến các trang thông tin xấu trên mạng, thông tin lan truyền rộng rãi khó kiểm soát, nhiều trang thông tin có nội dung xấu không phù hợp với lứa tuổi, có thể được gửi tới một cách vô tình hay cố ý. Dễ bị nghiện trò chơi trực tuyến, nhiều người nghiện internet từ việc chơi trò chơi trực tuyến quá nhiều. Những người này thường phải đối mặt với áp lực là phải chơi trong thời gian dài để đạt được mục đích. Mục tiêu của trò chơi đưa ra hoặc giữ cho các kỹ năng chơi trở nên thành thạo. Chơi trò chơi trực tuyến nhiều dẫn đến tâm trạng dễ bị cáu gắt, lầm lì, ít nói. Những lúc không được chơi sẽ cảm thấy khiếu khốn, bồn chồn và khó chịu. Thì đây là các biểu hiện của trò chơi và những tác hại của nó. Đâu nè. Thì nên hình 5.2 là tin nhắn tin nói xấu người khác là một biểu hiện bắt nạt trên Internet nhé. Còn hình 5.3 là người nghiện trò chơi trực tuyến sẽ bị tàn phá sức khỏe, về thể chất và tinh thần luôn.
Như vậy là các em ghi nhớ là nghiện Internet gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thể chất, tinh thần, kết quả học tập và khả năng giao tiếp của với mọi người xung quanh. Giờ tiếp theo mình sẽ câu hỏi, em có các biểu hiện nào trong các hành vi sau đây hay không? Giờ mình các em sẽ xem xét kỹ xem em có các biểu hiện nào trong các hành vi sau đây. Trước hết là mình có bỏ bê việc học hành để lên mạng hay không? Hay khất khe để sử dụng mạng hay không? Thấy tức giận cáu kỉnh khi không được sử dụng máy tính hay không? Nói dối khi có người hỏi về thời gian em truy cập mạng. Thích dành thời gian trên mạng hơn là với gia đình bạn bè. Mất hứng thú với những hoạt động thú vị trước đây khi em chưa sử dụng mạng. Chúc mừng em nếu hầu hết các câu trả lời của em là không. Và như vậy là câu này các em sẽ trả lời đúng sự thật của mình nha. Như vậy nếu mà các em không có các biểu hiện nào trong cái hành vi trên thì có nghĩa là em không bị nghiện Internet, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp bài gì. Giờ tiếp theo phần số 5, hoạt động 5. Hồi sinh cây người bị bệnh nghiện Internet có thể được ví như một cái cây có nguy cơ úa tàn. Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình vẽ một cây tương tự như hình bơi lên một tờ giấy to để tạo một tấm affix bằng cách vẽ khiêm lá hoa cho cây và ghi trên đó những điều nên làm để phòng tránh bệnh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi trở lại. Được nè. Giờ cái phần bậc năm này các em và các bạn của em sẽ cùng nhau vẽ một cái cây, sau đó mình sẽ khiêm lá khiêm hoa cho cây để cho cây xanh tươi trở lại. Giờ tiếp theo, để không biến mình thành một người nghiện Internet, em hãy tham khảo một số lời khuyên dưới đây. Trước hết là mình sẽ chia sẻ với mọi người. Tìm một người tin tưởng để thường xuyên chia sẻ tâm sự, ví dụ là bố mẹ, thầy cô, anh chị em dù là những người phù hợp nhất. Tiếp theo mình sẽ rời xa máy tính khỏi phòng riêng của mình, ví dụ tới nơi sinh hoạt chung của gia đình để được mọi người giúp theo dõi thời gian sử dụng Internet. Giới hạn, mình sẽ cài đặt phần mềm giới hạn thời gian sử dụng Internet, điều này giúp quản lý thời gian sử dụng mạng hợp lý. Và theo đuổi, tìm và theo đuổi những sở thích thói quen tốt như là đọc sách, chơi thể thao, tham gia dự án, làm từ thiện chẳng hạn. Đúng không? Tiếp theo là góc cha mẹ. Cha mẹ cần bảo vệ con cái, hãy cởi mở giao tiếp với con, hướng dẫn con sử dụng Internet một cách an toàn đúng mức, thay vì cấm đoán nha. Và các em nhớ là mình sẽ dành thời gian với người thân và bạn bè, hạn chế để các thiết bị kết nối Internet trong phòng riêng, giới hạn thời gian sử dụng, theo đuổi những sở thích không liên quan đến quá nhiều đến các thiết bị điện tử là những cách thức tốt để phòng tránh nguy cơ nghiện Internet. Như vậy mình sẽ theo đuổi sở thích mà không liên quan tới thiết bị điện tử khi mình mới phòng tránh được cái nguy cơ nghiện Internet. Tiếp theo phần luyện tập, câu số 1, khi giao tiếp qua mạng những điều sau nào sau đây là nên tránh. Giờ như vậy là mình sẽ xem câu điều nào là nên tránh. Tôn trọng người đang giao tiếp của mình, đây là nên làm chứ không phải nên tránh. B là nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, đây là việc nên tránh. Mình chỉ nói những cái gì mà cho là lịch sự chứ không nên nói gì trong đầu của mình, nói ra hết là không được, đúng không? Câu C, kết nối với bạn, kết bạn với những người mình không biết, đây là việc không nên, đúng không? Mình nên tránh nha. Mình nên tránh kết bạn những người mình không quen biết, mình chỉ kết bạn với những người mình quen biết thôi. Câu D là bảo vệ thông tin cá nhân, đây là việc nên làm không phải nên tránh. Câu E là truy cập bất cứ liên kết nào nhận được, đây là việc nên tránh, đúng không? Tiếp theo là câu số 2, theo em hai hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh Internet nhất? Chơi trò chơi trực tuyến, thì đây mình thấy là cái chơi trò chơi trực tuyến là dễ bị nghiện Internet này. Đọc tin tức thì không bị nghiện, sử dụng mạng xã hội cũng dễ bị nghiện nha. Còn học tập trực tuyến là không bị nghiện, chế độ thông tin qua điện tử cũng không bị nghiện, đúng không? Như vậy là thầy trả lời câu hỏi số 1, số 2 như sau. Như vậy câu số 1 thì các em trả lời là khi giao tiếp qua mạng nên tránh, những điều nên tránh là nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, nên tránh kết nối kết bạn với những người mình không quen biết và nên tránh truy cập bất cứ liên kết nào nhận được, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 thì các em trả lời như sau. Câu số 2 thì các em trả lời là hai hoạt động trên mạng dễ gây bệnh Internet
nhất chính là chơi trò chơi trực tuyến và sử dụng mạng xã hội. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo phần vận dụng. Câu số 1, em hãy cùng một nhóm bạn của mình tạo ra một sản phẩm như áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu về chủ đề ứng xử trên mạng để trình bày của các bạn trong lớp. Như vậy câu này thì các em mình sẽ thảo luận với nhóm của mình nha. Các em có thể tạo một trong các sản phẩm là áp phích chẳng hạn, hoặc là đoạn kịch ngắn, hoặc là sơ đồ tư duy, hoặc là bài trình chiếu cũng được nha, về chủ đề ứng xử trên mạng để trình bày các bạn trong lớp mình. Giờ ở đây ví dụ thầy sẽ gợi ý sơ đồ tư duy về ứng xử trên mạng như sau. Như vậy là mình sẽ thiết kế một cái sơ đồ tư duy ứng xử trên mạng gồm có tôn trọng mọi người khi giao tiếp qua mạng, sử dụng ngôn ngữ hình ảnh biểu tượng, văn minh lịch sự, bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng, tìm sự hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô, người tư vấn khi bị bắt nạt trên mạng, tự chủ bản thân để sử dụng mạng hợp lý. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ tiếp một bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến, em sẽ làm gì để giúp bạn của mình? Giờ như là câu số 2 này người ta nói là nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến, em sẽ làm gì giúp bạn? Như câu này thì các em có thể trả lời như sau. Nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến, em sẽ báo với bố mẹ bạn và cùng với bố mẹ bạn giúp đỡ bạn dần giảm dần thời gian tiếp xúc với mạng internet, thường xuyên gặp gỡ bạn để chia sẻ tâm sự học tập cùng bạn, giúp bạn cùng tham gia hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ học. Đúng này. Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dạy hay quảng khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và là chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.